Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta biết là thiền chính là thái độ quay vào bên trong để quan sát chính mình. Ít nhất là quay vào bên trong để tìm một cái chỗ an toàn để nương tựa. Thay vì chúng ta thả tâm ý của mình lạc lõng, trôi lang thang đi về quá khứ hay là tương lai, mình nghĩ tới công việc này hay là người nọ, mình tìm cái niềm vui hạnh phúc từ sự quan tâm, sự yêu thương, sự kính trọng, sự nể phục hay là sự công nhận của người khác. Hay là mình tìm cái niềm vui hạnh phúc từ những công việc mà mình ưa thích. Và chúng ta ý thức được rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục để tâm hướng ra bên ngoài thì chúng ta sẽ tiếp tục lận đận, tiếp tục khổ đau. Tại vì những đối tượng bên ngoài thường sẽ không bao giờ giữ nguyên một trạng thái cố định, nó sẽ liên tục thay đổi. Và có lúc nó theo đúng với ý của ta, và có lúc nó sẽ là trái ngược với ý của ta. Và khi những điều trái nghịch xảy ra, chúng ta sẽ không chấp nhận, chúng ta sẽ phản ứng, và khổ đau từ đó mà ra đời. Thì vậy cho nên chúng ta quyết tâm đi tìm cái cơ chế quản lý những cái giá trị hạnh phúc hay là khổ đau mà nó chính là tâm của chúng ta. Để quan sát được tâm của mình không phải là chuyện dễ. Cho nên chúng ta học cách quan sát những cái đơn giản hơn, như là quan sát về thân, những cái mà chúng ta có thể cảm nhận một cách trực tiếp và rõ rệt. Sâu sắc hơn nữa, chúng ta học quan sát về cảm thọ, những cảm giác của mình. Để rồi dựa trên những cái kỹ năng đó, chúng ta học cách quan sát tâm. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể quan sát được tâm của mình. Những lúc mà mình quan sát được tâm của mình là những lúc chánh niệm của mình mạnh, hoặc là những đối tượng đó xuất hiện khá thô rõ. Trong khi tâm hành chúng ta có những thứ rất là tinh vi, rất là sâu sắc, và nó kết hợp nhiều tâm hành với nhau và chồng chất lên nhau thành nhiều lớp. Cho nên không thể nào chúng ta nhìn vào một lần hay là hai lần mà mình có thể thấy đúng đắn về đối tượng. Trong trường hợp mình không thể quan sát được phiền não của mình, không thể quan sát được tâm của mình, thì mình không cần phải ép buộc tâm mình. Thay vào đó, mình học cách thư giãn và buông xả. Thư giãn và buông xả là một trạng thái cần thiết để giữ cho tâm được quân bình. Nếu sự cố gắng quyết liệt của mình nó không mang lại kết quả, nó không giúp mình quan sát được gì, trái lại nó tạo thêm áp lực, tạo thêm sự mệt mỏi, và chánh niệm của mình vì vậy nó trở nên bị lỏng lẻo, trì trệ. Cho nên giải pháp khôn ngoan đó là tự nhắc nhở mình thư giãn. Mình có thể đi bộ, có thể làm thiền nằm, có thể ngồi chơi ngắm mây trời, uống một chén trà, đọc một bài thơ có tính chất nuôi dưỡng những hạt giống trong tâm hồn, hay chỉ đơn giản là tiếp xúc với những gì đang xảy ra ở xung quanh chúng ta, thay vì chúng ta cứ chầm bẩm đi tìm những cái phiền não của mình, hay là tìm cách đón đầu những cái phiền não của mình. Thư giãn cũng cần phải học hỏi nghiêm túc và thực tập một cách nghiêm túc để sự thư giãn nó được diễn ra một cách trọn vẹn. Tức là mình dám bỏ thời gian ra để thư giãn, thay vì mình cứ tiếc là dành thời gian để quan sát phiền não.
sự thư giãn. Trong sự thư giãn nó có chứa tính chất buông xả, tức là không có muốn một cái gì nữa xảy ra và không chống lại một cái gì đó đã và đang xảy ra. Nó chấp nhận tất cả, nó hài lòng với tất cả. Ít nhất đó là 1 hay là 2-3 phút bạn sống trong sự thư giãn, nghĩa là bạn đang không muốn cái gì hết. Mà không muốn một cái gì hết, dù đó là đạt được những cái tận định hay là quan sát được phiền não, quan sát được bản chất của phiền não, hay là vượt thoát được phiền não, thì vì cái chất liệu thư giãn đó là thật sự cần thiết để bạn có thể có được trí tuệ. Trí tuệ không thể nào sinh khởi khi mà bạn đang tìm kiếm nó, đang chờ đợi nó. Trí tuệ đến một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên không có nghĩa là bạn nằm ngủ đó mà trí tuệ nó đến, hay là bạn cứ đùa giỡn rồi tiếp tục nấu ăn rồi tiếp tục làm bánh rồi trí tuệ nó đến. Trí tuệ nó đến từ cái công phu nỗ lực liên tục, nhưng mà nó có sự thư giãn. Rồi chừng nào nó đến thì nó đến, bạn cứ thực hành. Ở trong cái môi trường tu tập nó ngộ nghĩnh lắm. Nó không giống như những cái môi trường khác. Đôi khi bạn không cần phải tu gắt củ kiệu, phải lên gân cốt để mà làm một cái khóa nào đó nghiêm ngặt, siết chặt tâm mình vào một cái chương trình tu tập nghiêm túc. Nếu được thì cũng hay, và nhiều khi cũng là cần thiết. Nhưng mà nếu bạn cứ đều đặn như vậy, cứ đều đều giữ cái phong độ như vậy, đừng có lên quá mà cũng đừng có xuống quá, chăm chỉ ngồi thiền đều đặn, đi thiền hành đều đặn, và giữ tâm ý của mình đều đặn, phòng hộ sáu căn đều đặn, thì tự động trí tuệ nó đến. Thế gọi là thấm tương trao. Bạn ở lâu riết trong môi trường đó, tự động nó thấm vào xương thịt của bạn. Nó thấm vào chứ không phải là bạn làm cho nó thấm vào được. Hãy để tự động cho nó thấm vào. Bạn chỉ cần cố gắng giữ cái sự thực tập, kiên trì điều đặn là được. Còn thấm hay không thấm là để cho các pháp nó tự vận hành. Bạn không được can thiệp vào. Mà khi bạn can thiệp vào thì trí tuệ không bao giờ phát sinh ra được. Cho nên thư giãn cũng phải học. Chứ không phải muốn thư giãn là bạn thư giãn liền đâu. Một là bạn lo lắng quá mức, bạn mất đi sự thư giãn. Hai là bạn muốn tu tập quá mức thì cũng mất đi sự thư giãn. Cho nên những người thực tập thiền lâu năm mà có phẩm chất, họ rất là dễ hay cười. Cười một cách ý nhị chứ không phải cười hô hố. Rất là dễ nở nụ cười khi mà thấy một cái gì đó sai trái, hay là thấy một cái gì đó nó ngộ nghĩnh, thấy một cái gì đó nó trái ý mình. Trừ trường hợp đóng vai trò hướng dẫn, phải mở ngoặc ra nè, thì không có được cười. Cười học trò nó khinh lờn, nó không biết đường, nó sửa đổi. Cũng có cười nhưng mà cười ít ít thôi, dành thời gian là nghiêm nghị. Nhưng mà để dành cho bản thân thì họ rất là thư giãn, rất là thoải mái. Tại vì họ có một cái nhận thức rằng mọi thứ nó phải xảy ra theo cái tiến trình như vậy. Nó phải bất như ý, nó phải trái nghịch, nó phải là chính nó, mà nó không theo cái ý của mình. Cho nên trước những cái vụng về lầm lỡ, yếu kém người khác thì mình hay mỉm cười. Mỉm cười đây không phải là chế nhạo hay là khinh thường, mỉm cười đây là một sự ghi nhận, một sự cảm thông, và có khi là một sự nâng đỡ. Không có gì phải to tát, không có gì là phiền phức, không có gì là ghê gớm cả. Cho nên những người mà đắc thiền định sâu thì họ có tính khôi hài. Không có chuyện gì là quan trọng.
Cái chất liệu cần thiết khi mà mình không thể quan sát được phiền não của mình đó là chất liệu buông xả. Tức là thôi, mình không có tiếp tục quan sát nữa, không có muốn truy tìm, không có muốn xây dựng một cái gì nữa. Mình chỉ đơn giản là thả lỏng và cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng mà nhờ có sự thư giãn, nhờ có sự buông xả như vậy mà bạn mau chóng lấy được sự quân bình. Và quân bình là một cái chất liệu cơ bản để cho những cái thứ quý giá, những thứ giá trị như là trí tuệ nó thành lập ở trên đó. Trí tuệ không bao giờ ra đời trong khi bạn đang căng thẳng cả. Và khi mình quan sát tâm của mình thì mình phải có một cái thái độ là sẵn sàng đón nhận tất cả mọi hiện tượng xảy ra, dù là đó là những tâm hành tích cực hay là tiêu cực, dù là những kinh nghiệm tốt hay là những kinh nghiệm xấu. Thường thì khi mình đối diện với những tâm hành tích cực, những kinh nghiệm tốt thì mình rất là thoải mái, dễ chịu và dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà khi mình đối đầu với những kinh nghiệm xấu hay là những tâm hành tiêu cực thì mình thường hay phản ứng. Nhất là mình là những người cầu toàn, những người thích sự hoàn hảo, những người tự đánh giá cao về mình và không cho phép mình có bất cứ lầm lỡ nào hết, những người khắt khe với bản thân. Thì mỗi khi mà phiền não nó xuất hiện thì không chấp nhận. Không chấp nhận mình có cái tính kỳ cục đó, cái tính hay quên để người khác phải nhắc nhở, có tính tức giận khi bị góp ý, có tính phân biệt, kỳ thị hay là thấy trong tâm mình có chút ganh tị chẳng hạn. Thì mình nhìn vào trong tâm mình cảm thấy khó chịu. Mình không có chấp nhận mình có cái tâm hành đó. Khi mà mình có một cái thái độ trân trọng một cách quá mức những người có tài năng, mình thích thân thiện với những người đức hạnh, nhất là những người có tu tập, những người mà đến đoàn thể, nhất là những thiền sinh mới, những chiến binh mới mà thấy có tu tập là mình thấy thích rồi. Thấy sách gói đi ngồi thiền thường xuyên, thấy cứ im im đi rù rù là mình kết rồi. Khi mình có thái độ như vậy thì đối với những cái người mà thấy không chịu tu gì hết, cứ cười giỡn suốt, bây giờ thấy đi ngồi thiền thêm, thấy đi thiền hành thêm, nói năng đi đứng vụt chạc, không có chánh niệm gì hết, thì mình rất là khó chịu. Thậm chí là mình rất là kỳ thị, rất là ghét. Mình muốn tẩy chay những người đó cho rồi. Mình hy vọng là người này không có lọt vào nhóm chiến binh. Thì khi mình khen ngợi hay mình tâng bốc những cái người mà có giá trị, những người tài giỏi, là mình đang tâng bốc chính cái trình độ, cái khả năng nhận thức và trang điểm cho cái sự tài giỏi của mình. Mình muốn mình với những người tài giỏi đó có sự liên kết, mình thuộc về nhóm đó, chủng loại đó. Mình đề cao giá trị người khác thì thật ra là mình cũng đang đề cao cái nhận thức của mình. Trong nhận thức của mình thì người đó đáng được đề cao, hay là mình đang đề cao chính cái tài năng của mình. Cái tài năng này nó chấp nhận cái tài năng kia. Còn khi mình tránh xa những cái người không có khả năng, những người yếu kém, những người có nhiều vụng về và lầm lỡ, thì điều đó cũng có nghĩa là mình đang e sợ
những cái xấu xa của người kia có kết dính với mình, có liên can tới mình. Mình không dám nhận người đó là huynh đệ của mình hay là đồng môn của mình. Mình không muốn những cái gì nó xấu xa nó có liên quan tới mình. Thì cả hai phản đứng trên đều được gọi là kỳ thị. Kỳ thị không có nghĩa là bạn chỉ ghét những người xấu xa hay tránh né những người yếu kém, mà kỳ thị cũng có nghĩa là bạn thích hay là bạn trân quý những cái người tài năng hay là có nhiều khả năng. Ta ưa cái này và ghét cái kia. Và đó cũng là sự thể hiện yếu kém của bản ngã. Tại vì nếu mà bản ngã của bạn không có yếu kém, nó không cần tìm những cái thức ăn ở bên ngoài, nó ổn rồi đó, thì ai nó cũng chấp nhận hết. Thậm chí là với những người yếu kém, những người vụng về thì nó sẽ thương yêu và nâng đỡ. Còn đối với những người giỏi rồi thì không cần thiết để mình bỏ thêm một cái cảm xúc ưa thích vào nữa. Vậy thì khi bạn nhìn vào phiền não của mình thì mình cũng mang theo cái thái độ đó. Khi mà mình phát hiện ra mình có cái sự hòa nhã, có sự thân thiện, có sự cởi mở, có sự chân thành hay là có lòng tốt, thì mình rất là hài lòng về con người của mình. Nhất là khi những ưu điểm đó được người khác công nhận hay là kính trọng, mình thấy mình trân quý bản thân của mình. Và mình sống trong cái cảm giác rất là hạnh phúc khi được khen tặng, khi được kính trọng. Và khi mà những cái khuyết điểm của mình nó bước ra, những yếu kém, những cái vụng về, mà nhất là bị người khác phát hiện và chỉ trích, thì mình rất là đau đớn, rất là khổ sở. Và mình có khuynh hướng là mình trừng phạt bản thân mình, mình làm khổ bản thân mình. Thì cái đó là thái độ sai lầm trong thiền tập. Thái độ đó cần phải được lấy ra. Trong thiền tập là bạn học cách quan sát và ghi nhận mọi kinh nghiệm mà bạn có thể quan sát được. Không loại trừ bất cứ một kinh nghiệm nào. Và đối xử với các kinh nghiệm cùng một thái độ, đó là không có thái độ. Thái độ không có thái độ. Không ưa cũng không ghét. Điều quan trọng đó là quan sát được. Quan sát rất là rõ. Quan sát chậm hay là quan sát sớm. Quan sát được cả một tiến trình hay là quan sát chỉ có một nửa tiến trình. Đó là những điều quan trọng. Còn đó là gì thì không quan trọng lắm. Bạn học cách quan sát, thẩm nghiệm và thấu hiểu được phiền não, nó còn quan trọng hơn là bạn làm cho nó biến đi. Tại vì nó biến đi, nó tự đến và nó tự đi thì nó sẽ tự đến nữa. Coi như là ngoài tầm kiểm soát của bạn. Cái biến dứt thời đó thì nó không cần thiết. Nó chỉ làm cho bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Nhưng mà ở đây bạn học cách thẩm nghiệm, xuyên thấu vào nó, lột từng lớp vỏ của nó ra để biết là cái cơ chế hình thành của nó. Thì như vậy bạn sẽ làm cho nó suy yếu và tan rã từ từ, và nó mất cơ hội trở lại với cái sức mạnh như là lần trước, hoặc là nó sẽ không còn trở lại được nữa. Cái đó gọi là tiến trình chuyển hóa phiền não. Transformation defilements. Chuyển hóa phiền não không có phải là bạn đàn áp phiền não, không phải bạn dùng ý chí để bạn ra lệnh cho phiền não nó đừng có xuất hiện nữa. Mà chuyển hóa phiền não đó là học cách quan sát phiền não với một thái độ đúng đắn. Mà thái độ đúng đắn ở đây đó là gì? Đó là để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên mà đừng có can thiệp vào. Ở đây trong thiền tập, bạn phải cố gắng học cách bớt can thiệp vào khi mình quan sát được một cái gì đó.
thường mình hay can thiệp phải không? Không can thiệp sao ý kiến, ý cò. Không can thiệp sao mà nhận xét, đánh giá. Không can thiệp sao nổi bực, nổi quạo. Không can thiệp sao cái mặt đơ ra, lạnh tanh vậy. Mình sở hữu một thói quen can thiệp rất là lớn. Nhất là mình từng làm một bà chị, là một ông anh, một vị lãnh đạo, một người có trách nhiệm với nhóm này, đoàn thể nọ, là rất là hay nhúng mũi vào câu chuyện của người khác. Mình nhân danh tình thương, nhân danh trách nhiệm, nhân danh sự quan tâm, để rồi mình đánh mất cái thói quen là không cần phải can thiệp. Hãy để đối tượng nó diễn ra một cách tự nhiên. Nhiều khi hãy để đối tượng đó trải qua những cái cung bậc cảm xúc khó chịu, trải qua những cái khó khăn, những cam go thì họ sẽ trưởng thành. Nhưng mà ở đây, trong vấn đề phiền não, thì bạn không can thiệp để bạn có thể thấy toàn bộ chân tướng của đối tượng. Tại vì khi bạn can thiệp vào, bạn muốn sửa chỉnh nó, bạn có ý kiến, ý cò, thì nó không còn là chính nó nữa. Nó là sản phẩm của bạn rồi. Mà muốn xuyên thủng phiền não thì bạn phải thấy được chân tướng của nó, bạn mới xuyên thủng được. Mà muốn thấy được chân tướng thì bạn phải để yên ở đó mà quan sát, mà thẩm nghiệm, học cách bớt can thiệp vào. Bớt can thiệp vào không phải là vô tâm, không phải là hờ hững, không phải là mặc kệ nha. Bớt can thiệp vào có nghĩa là vẫn đứng đó quan sát mà không bỏ một cái thái độ hay là một ý kiến nào vào hết. Cái đó rất là khó. Mà khi bạn sở hữu được khả năng đó thì bạn đang có một cái thứ vũ khí rất là lớn để phá được bức tường phiền não. Câu hỏi đặt ra là cái khả năng ít can thiệp, bớt can thiệp hay là không can thiệp của mình cỡ nào? Để trở thành một chiến binh tâm linh, một người có trí tuệ, hay là ít nhất là chuyển hóa được những cố tật phiền não, thì bạn phải có một cái tính gọi là mặc kệ nó đi. Mặc kệ nó đi có nghĩa là bạn để cho cái tiến trình nó diễn ra một cách tự nhiên mà bạn không cần phải can thiệp vào. Tại vì không phải bất cứ chuyện gì bạn can thiệp vào thì nó cũng có thể tốt hơn hết. Mà đôi khi chính bạn can thiệp vào làm cho tình trạng nó trở nên tồi tệ hơn. Bạn không can thiệp vào không có nghĩa là bạn hờ hững vô tâm. Bạn mặc kệ nó không có nghĩa là bạn không biết chuyện gì nó xảy ra, hay là để cho nó xảy ra mà bạn không cần quan sát. Mặc kệ nó là bạn tôn trọng nhân duyên, nhân quả, tôn trọng duyên sinh. Mọi thứ nó xảy ra theo cái luật của nó, cái quy tắc của nó, theo nhân và quả. Lẽ dĩ nhiên là có những cái bạn cần phải có ý kiến, cần phải đóng góp, cần phải nhận xét, cần phải can thiệp vào. Nhưng mà chúng ta làm nhiều quá, can thiệp vô nhiều quá, không có ranh giới, không có sự giới hạn. Bây giờ học cách giới hạn lại bớt. Có những thứ cần can thiệp và có những thứ không cần can thiệp. Có những thứ buộc phải để vào danh sách cần phải giải quyết, có những thứ thôi kệ nó, từ từ rồi giải quyết. Nhưng mà mình thường không có làm được điều đó. Một là mặc kệ luôn, không thèm giải quyết gì hết, thả trôi cuộc đời luôn. Còn hai là cái gì cũng muốn đem ra giải quyết, cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó, cái gì cũng phải tìm cách tốt nhất cho nó. Mà chúng ta biết rằng là mọi thứ trên đời này nó diễn ra theo cái cách của nó, chứ đâu phải diễn ra theo cái cách của mình. Cho nên thay vì mình muốn mọi thứ nó diễn ra theo cách của mình, thì mình học làm sao để mà biết được cái cách diễn ra của nó mà chấp nhận. Mặc kệ nó cũng đồng nghĩa với cái chữ tùy duyên. Cứ để nhân duyên nó diễn ra như vậy đi. Không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải can thiệp vào. Mặc dù là nó chưa có tròn trịa lắm,
nó chưa có hoàn hảo, nó còn có vài cái sức mẻ, vài cái điều chưa được, nhưng mà mình cũng nên chấp nhận, học cách chấp nhận. Tất nhiên là mình cũng sẽ đóng góp ý kiến, nhưng mà không nhất thiết phải là lúc này, hoặc là không nhất thiết mình phải có ý kiến luôn, cứ để người đó tự chiêm nghiệm ra cũng được. Khi bạn có thái độ mặc kệ nó thì bạn thật sự là bạn có được cái sức mạnh ở bên trong, bạn có niềm tự tin, bạn không sợ những cái xảy ra nó có ảnh hưởng tới cuộc đời của bạn. Bạn phản ứng nhiều quá, bạn nhúng tay vô nhiều quá, bạn sửa đổi nhiều quá thì thật ra cũng chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho bản ngã thôi. Mà khi bạn mặc kệ càng nhiều thì điều đó chứng tỏ là bạn đã có tự do, mà thậm chí là bạn có trí tuệ để bạn biết là chuyện gì nên nhúng mũi vào và chuyện gì không nên can thiệp vào. Thành ra khi bạn quan sát vào phiền não của mình, bạn thấy mình thời gian gần đây nó xuất hiện tâm hành ganh tị hay là nhỏ mọn hay là nghi ngờ, bạn đừng có nhảy dựng, bạn đừng có cố gắng quyết liệt để mà lôi nó ra để mà xử đó. Bạn cứ để yên đó. Điều quan trọng là bạn hãy cố gắng xây dựng chánh niệm liên tục, liên tục, để không ngừng quan sát. Dưới ánh sáng chánh niệm đủ mạnh thì phiền não cỡ nào nó cũng sẽ bị bào mòn hay là tan ra. Thành ra có nhiều khi bạn cứ mặc kệ phiền não, đừng có vì bị người khác phê bình chỉ trích hay là làm mới mình, rồi mình trách giận bản thân mình, rồi mình trách giận phiền não của mình, rồi mình muốn đàn áp cái phiền não của mình. Hãy cứ để yên đó, cứ lo quay về phát triển chánh niệm đi đã. Công việc chính của chúng ta đó là phát triển chánh niệm chứ không phải là diệt trừ phiền não. Hãy để cho chánh niệm nó diệt trừ phiền não, mà bạn không cần phải làm công việc đó. Mà khi bạn làm công việc đó thì bản ngã nó sẽ bắt đầu tiếp tục phát triển, và phiền não lại chất chồng thêm phiền não. Vậy thì các bạn hãy trung thực nhìn nhận lại cái thái độ phản ứng của mình mỗi khi mà mình phát hiện ra phiền não. Bạn thấy cái trình độ phản ứng của mình bây giờ là như thế nào? Cũng tức giận rồi cũng lên án buộc tội chính bản thân mình, hay là đã bắt đầu có sự chấp nhận, vui vẻ chấp nhận, và thậm chí là cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình phát hiện ra được phiền não của mình. Ít nhất là người khác chưa phát hiện được mà mình đã phát hiện được. Bây giờ mình đã thấy được mặt mũi của nó. Bị một cái thứ gì đó chi phối bên trong khiến mình nó cứ buồn bực, khó chịu, căng thẳng, trĩu nặng, mà không biết thứ đó là thứ gì. Hôm nay may mắn là mặt đối mặt, thấy rõ gốc rễ của nó. Đó là một tin vui. Một thiền sinh mà có chí nguyện muốn vượt thoát phiền não thật sự thì họ sẽ rất là vui khi mà thấy được phiền não của mình. Còn khi mình thấy phiền não của mình mà mình nhảy dựng, mà mình khó chịu, có nghĩa là mình tự huyễn hoặc bản thân mình là người không có phiền não. Mình tưởng là mình ngồi thiện ngày mấy cử thì không thể nào có phiền não được, mà không ngờ là càng ngồi thiện thì càng có phiền não. Chỉ có ngồi thiền mà ngủ gục là không có phiền não thôi. Mà ngồi thiền ngủ gục là một loại phiền não. Khi mà mình quan sát được phiền não là một tin vui rất lớn, mà quan sát không thấy gì hết, thì một là ta không có phiền não cho nên quan sát không thấy, hai là chánh niệm quá yếu, ba là lạc vào những cái vùng sương mù,
tưởng là có quan sát mà kỳ thực là chẳng quan sát gì cả, hoặc là quan sát một cách sơ sài. Khi mà mình ngồi thiền mà dễ bị ngủ gục, nó có nhiều lý do, mà một trong những lý do đó là không có quyết tâm để quan sát một đối tượng nào đó hay là một đề mục nào đó. Ngồi thả lỏng hồi là đi luôn. Còn mình là một chiến binh mà, đâu có thể nào mà ngủ gục giữa chiến trận được, giữa chiến trận phiền não. Xách gươm, xách súng đi vào trong đó là phải tỉnh táo trong từng sát na, trong từng giây phút, để biết coi là mình đang đối mặt với kẻ thù, với tên giặc ở tầm cỡ nào, để cuộc chiến nó diễn ra mà mình ở thế chủ động, chứ không phải là, không nhất thiết phải là chiến thắng, nhưng mà phải ở thế chủ động. Chủ động có nghĩa là quan sát được mà không bị đồng nhất, không bị kéo đi. Mà đối với người xuất gia, người ta cạo đầu là với một người ý là muốn gọi rửa phiền não, đoạn trừ phiền não. Tại vì người xưa quan niệm cái mái tóc là cái gốc của con người, rất là giá trị, không dễ gì người ta cắt bỏ mái tóc đi. Và khi mà xuất gia, Đức Phật đề nghị là nên cắt hết tóc râu, làm cái ý là muốn đoạn trừ phiền não. Có người muốn để râu trở lại để tạo sinh phiền não. Và lâu lắm, tu tập cũng phải mất nửa năm trời, một năm, hoặc là thậm chí nhiều hơn, thì mình mới xây dựng được cái thói quen là chấp nhận hết mọi kinh nghiệm nó xảy ra. Và điều này nó có liên quan với cái thái độ của mình trước đây. Nếu thái độ trước đây của mình rất là khó để chấp nhận những cái yếu kém, những cái vụng về, những lầm lỡ, những sai trái của người khác, thì tới khi thiền tập thì chắc chắn là mình sẽ mang thói quen đi vào đối xử với chính mình như vậy. Hoặc ngược lại, nếu mình đối xử với chính mình là không chấp nhận những cái yếu kém của chính mình, thì mình cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận những yếu kém của người khác. Và chỉ khi nào mà bạn bắt đầu giữ được một cái tâm quân bình trong trẻo để đón nhận mọi kinh nghiệm đi tới, để đưa nó vào cái ánh sáng của chánh niệm để soi chiếu, để thẩm thấu, mà không loại trừ bất cứ một cái đối tượng nào, không đặc biệt ưu tiên một đối tượng nào mà không có bỏ rơi hay là đối xử tệ bạc với một đối tượng nào, thì bạn đang hội tụ những cái điều kiện để cho trí tuệ nó bước ra. Trí tuệ bước ra nó có nghĩa là phiền não nó bắt đầu nó rơi rụng từ từ. Hết phiền não thì đó là trạng thái được gọi là trí tuệ. Giống như là những đám mây mù mà nó tan biến đi thì cái còn lại là mặt trăng. Mặt trăng là cái đã có sẵn, chứ không phải là nó mới bắt đầu nó được sinh ra. Trí tuệ là thứ đã có sẵn ở trong mỗi người. Chỉ có điều là mình đã để cho cái bản năng của mình nó chủ động từ hồi trước tới bây giờ, mà mình chưa có một cái cơ hội nào, một cái chương trình gì để mà làm cho nó suy giảm. Trong bản năng đó thì nó có chứa phiền não, chứa tham sân si. Và bây giờ chúng ta đang tìm cách để mà làm suy giảm tham sân si, làm cho chúng tan biến đi, thì chúng ta sẽ có được cái mặt trời hay là cái mặt trăng của trí tuệ. Xin nhắc lại, trí tuệ là thứ đã có sẵn, mà không phải khi mà mình dọn dẹp hết phiền não rồi thì mới có trí tuệ. Chỉ cần một ít cái đám mây đen được lấy đi là bắt đầu ánh sáng trí tuệ nó xuyên qua.
bạn dám đối đầu với một số phiền não và kiên trì quan sát nó để cho phiền não nó suy yếu đi là bắt đầu bạn tạo cơ hội cho ánh sáng trí tuệ đi tới. Thành ra một người mà đã thật sự cắm rễ vào pháp hành thì họ trân quý từng giây phút, chứ không phải là chỉ trân quý trong cái giờ ngồi thiền không. Mỗi giây phút là một cơ hội để phát triển chánh niệm, để cho trí tuệ nó ra đời. Cho nên người ta không có sử dụng những giây phút đó để hoang phí, để làm những cái chuyện không cần thiết, để tiếp tục phát triển bản ngã, tiếp tục thi thố, khoe khoang, thể hiện, chứng tỏ. Mà giây phút đó để dành cho trí tuệ nó ra đời. Mà muốn cho trí tuệ ra đời thì không gì khác hơn là duy trì phát triển chánh niệm liên tục và liên tục. Trừ khi nào phiền não nó ra rồi nó lấn át đi cái năng lượng chánh niệm còn yếu ớt của mình thì đành chịu thôi. Hoặc khi nào mình bị lãng quên, rơi vào vùng vô thức, khi nào mình bị hoàn cảnh nó kéo đi mà mình không thể chủ động được. Còn khi mình còn tỉnh, còn khá nhiều năng lượng thì nên dành tập trung để tiếp tục phát triển chánh niệm. Mà đừng lao vào những cái thứ nó có tính chất làm suy yếu năng lượng chánh niệm của mình, hay là phá nát hết cái công trình xây dựng chánh niệm của mình. Mà bây giờ mình còn chưa biết chánh niệm là gì, tức là mình cũng có quan sát, cũng có quan sát phiền não, nhưng mà luôn luôn kèm theo thái độ, thì cái đó chỉ gọi là niệm chứ không phải là chánh niệm. Rất là khó để có được cái khả năng quan sát mà không có thái độ. Và chỉ khi nào mình xây dựng được cái kỹ năng đó một cách bền vững, quan sát mà không có thái độ, nó diễn ra thường trực trong mỗi ngày, bất cứ lúc nào và ở đâu, thì đó là cơ hội để trí tuệ ra đời. Trí tuệ sắp sửa ra đời. Ít nhất là bạn có được những cái thấy rất là sáng, rất là chính xác. Mà bạn không cần phải trải nghiệm mấy chục năm trong cuộc đời mới có được. Mà không phải ai trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời cũng có những cái thấy lớn và rộng. Mà cho dù chúng ta có nhiều trải nghiệm ở trong cuộc đời, thì những cái thấy từ trải nghiệm nó cũng chẳng có thấm thía gì so với cái thấy của trí tuệ, so với ánh sáng của trí tuệ. Có những thứ mà chúng ta trải nghiệm cả chục lần rồi mà chúng ta cũng không hiểu được nó là gì. Nhưng mà khi có trí tuệ rồi thì nhìn vào là bạn có thể biết được nó là gì. Xuyên qua nhiều lớp. Mà cũng xin cảnh báo là coi chừng các bạn bị đánh lừa. Nhiều khi mình tưởng là mình có trí tuệ, mà thật ra là trí tuệ đọc từ sách ra. Trí tuệ nghe thuyết giảng. Trí tuệ tưởng tượng. Nó không có liên quan gì tới cái trí tuệ chân thật hết. Những điều mà tôi đang cố gắng mô tả về trí tuệ một cách ở dạng phủ định, tức là mà không còn phiền não nữa thì là trí tuệ, bất chước cái cách mà Đức Phật đã từng diễn đạt, đó là Niết Bàn chính là trạng thái không có phiền não nữa. Chỉ gọi là không có phiền não nữa thôi, chứ không muốn gọi ở thể xác định. Thể xác định rất là dễ gây hiểu lầm. Và cách để mà kiểm chứng các bạn có trí tuệ hay không thì coi vào lòng từ của các bạn. Tình thương. Tại vì trí tuệ nó cũng chính là tình thương. Trí tuệ là gì? Trí tuệ đó là cái thấy được cái bản chất chân thật của con người của mình là một hợp thể vô ngã. Non-self. Tức là nó phải dựa trên những đối tượng xung quanh thì nó mới có thể tồn tại được. Bởi vì vậy cho nên là nó phải tôn trọng, phải thương yêu những đối tượng xung quanh như là chính con người của nó. Nghĩa là cái tính phân biệt kỳ thị nó suy giảm cho tới mức tuyệt đối. Không còn kỳ thị nữa, chấp nhận mỗi đối tượng, yêu thương mỗi đối tượng. Thì cái đó là đại trí tuệ. Còn nếu mình có tiểu trí tuệ thì ít nhất là
Mình bớt kỳ thị, bớt phân biệt. Mình thân thiện, dễ gần gũi, dễ hòa đồng. Mình luôn luôn có sẵn một cái năng lượng để cống hiến, để hy sinh, để chia sẻ. Có một trái tim rộng lớn để bao dung, độ lượng, tha thứ. Có nghĩa là mình đang trên đường đi tới trí tuệ, đi tới đại trí tuệ. Còn trí tuệ chỉ để phục vụ cho bản ngã, trí tuệ để thấy mình khác biệt với tất cả mọi người, trí tuệ để thể hiện sự thông minh, sự lanh lợi, thì đó không phải là trí tuệ thật. Tại vì trong trí tuệ thì nó không có bản ngã. Cái người mà còn bản ngã quá lớn là cái người đó không có trí tuệ. Hoặc là lâu lâu có được vài ánh sáng trí tuệ, rồi nó tắt ngấm. Vậy thì trong khi quan sát phiền não, bạn cũng đừng có làm một cách quá quan trọng, mà cũng đừng có dễ dãi hời hợt. Tức là bạn làm ra vẻ trang trọng, làm ra vẻ căng thẳng, là mình phải đối đầu với tên phiền não này hay là phải loại trừ tên phiền não kia. Thì như vậy bạn sẽ tạo ra cái tâm sân, làm cho tâm sân nó lớn mạnh. Chối bỏ phiền não đó là phát triển tâm sân. Mà còn dung dưỡng, mà dễ dãi, ngó lơ, phớt lờ phiền não, thì đó lại là một dạng phiền não khác. Đó là tâm si hoặc là tâm tham đang vận hành. Cho nên không có quá hờ hững, phớt lờ, xem nhẹ. Nhưng mà cũng không được quá đề cao, quá quan trọng. Có những thứ phiền não mà mình hay coi thường. Thí dụ như là mình có cái tính lén lút. Lén lút mở tủ lạnh, lấy gì đó bỏ vào miệng, xem qua xem lại có ai nhìn không. Lặng lẽ đi vào kho của chị Từ Ý, chôm gói mì nhét vào túi rồi đi nhẹ nhàng ra. Là làm ngã đổ bể một cái gì đó, thay vì mình quay trở lại để mình sửa chỉnh cho đàng hoàng tử tế như vị trí ban đầu, thì lén lút đi luôn, làm như là không có biết gì hết. Hoặc là đi vào trong nhà tắm, thấy chai xà bông của ai cái hiệu rất là hấp dẫn, lén lút lấy một miếng xài có sao đâu. Hay là đi ra khỏi nhà vệ sinh, buông cái cửa đập rầm rầm rầm, cái lén lút đi nhẹ nhàng, giống như người đó không phải là mình gây ra. Cái đó là gì? Cái đó là phiền não. Đừng xem thường, đừng đánh giá thấp. Hãy quan sát. Bạn mà bỏ lơ cái tâm này là bạn bây giờ giác ngộ được. Một cái người mà có một chánh niệm mạnh thì không bỏ sót bất cứ một phiền não nào. Các bạn thấy thầy hay bắt bẻ những cái vụn vặt của các bạn là để chỉ phiền não, chứ không phải là chỉ cái sự thất thoát của tài sản hay là công việc. Mà chỉ là bạn bị cái gì bạn biết không? Cái gì đang xảy ra trong bạn, bạn có biết không? Ở đây không phải chúng ta cố gắng trình diễn để cho nó đẹp, đẹp mặt. Mà chúng ta đang muốn chỉ cho nhau thấy những cái vụn về, những cái yếu kém, nó xuất phát từ những cái sự chi phối của phiền não bên trong. Đừng có đánh giá thấp nó. Một cái việc rất là nhỏ nhưng mà nó vẫn là sự giật dây của phiền não. Khi mà bạn đạt tới một cái trình độ đó là mỗi ngày trôi qua mình dành rất nhiều thời gian để mình quay vào bên trong, quan sát phiền não, thẩm nghiệm từng tâm hành một. Dù có khi mình tìm ra được kết quả, nguyên nhân cội rễ, bản chất của nó là gì, có khi là không tìm ra được gì cả, nhưng mà vẫn dành mọi ưu tiên để tìm hiểu, để khám phá, để thẩm nghiệm chính mình. Là các bạn đã bước chân vào cái trong nhà thiền gọi là thực địa. Bạn giống như lọt vào vòng chiến binh thực sự rồi đó.
Còn bây giờ mình cũng là chiến binh, mà chiến binh hình thức thôi. Chiến binh của bản hoàn đạo chứ không phải là chiến binh của phiền não. Tức là bản hoàn đạo hạ cái tiêu chuẩn thấp xuống là còn nhẫn nhơ như bạn cũng được gọi là chiến binh. Nhưng mà một chiến binh đích thực là không có rảnh để mà làm những chuyện tầm rùi, lao sao, lộn xộn, vớ vẩn. Chiến binh phiền não là chỉ lo chăm sóc phiền não, quay vào bên trong. Có nhiều bạn hay là nhiều thiền sinh cứ hỏi là bây giờ con có phiền não như vậy thì con phải làm sao, làm sao? Chỉ có cách duy nhất là quan sát thôi, không có làm gì nữa hết. Chỉ có điều là đâu có khả năng quan sát đâu mà quan sát. Mà đâu có biết quan sát như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Hoàn toàn không có kỹ năng, không có kinh nghiệm. Tại vì đã có thực tập quan sát bước chân, hơi thở hay là những cái gì thuộc về thân, những cái cơ bản nhất, tới nơi tới chốn đâu mà có kinh nghiệm để quan sát những cái thứ sâu sắc hơn. Và khi mà mình quan sát tâm mình nó không có phiền não thì mình ghi nhận là không có phiền não. Còn quan sát có phiền não thì ghi nhận là có phiền não. Và điều quan trọng nữa là đừng có dán nhãn hiệu nó là của tôi. Đừng cho rằng cơn giận này là của tôi, nỗi sợ hãi này là của tôi, cái tính tốt này là của tôi, lòng từ bi này là của tôi. Để dĩ nhiên là trong bản năng của bạn nó hiểu là của tôi. Nhưng mà bạn đừng có lặp lại thêm nhiều lần, đừng tiếp tục tưới tẩm là bành trướng cái suy nghĩ đó nữa. Mỗi khi nó nói của tôi thì bạn mỉm cười, bạn biết chắc là chẳng có gì là tôi hết, thì làm sao có cái của tôi được. Phiền não chỉ là phiền não, hoặc là hiện tượng tâm lý đó chỉ là hiện tượng tâm lý đó. Đừng có dán nhãn hiệu cái của tôi để rồi bạn đính đồng toàn bộ con người của bạn với nó. Tại vì bạn nói tôi đang giận, tôi đang giận nè, thì bạn nói rằng là có một cái cơn giận đang xuất hiện bên trong, hay là có một cái năng lượng như vậy đó, nó đang xuất hiện bên trong. Và thậm chí không cần nói nữa, cảm nhận một cách trực tiếp, nó có cái đó đó. This is it. This is it. Nó đây rồi, là nó đó. Và nó là cái gì thì không cần phải định nghĩa, không cần phải gọi tên, biết nó là như vậy được rồi. Và khi mình thấy người kia giận thì mình đừng có nói rằng là Mỹ Anh đang giận, là Nắng Mai đang giận, mà nói rằng là có một cái cơn giận ở trong Nắng Mai, ở trong Mỹ Anh. Điều đó là một cái câu nói có trí tuệ. Ta biết rằng là cơn giận chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái tổng thể còn lại của người đó. Khi mình nói như vậy có nghĩa là bên cạnh cái năng lượng giận hờn mà chưa được kiểm soát kia đó, nó còn những cái năng lượng khác, nó còn những cái đức tính quý giá khác. Còn mình nói người đó là một người ích kỷ, một người đó là một cái người toan tính, người đó là cái người xấu bụng, nghĩa là mình đã đánh đồng tất cả lại. Đó là câu nói nó phát sinh từ phiền não, từ vô minh. Mà nếu có lúc mình hớ hên mình nói như vậy thì mình phải tự hối tâm của mình. Mình nhìn nhận lại thái độ của mình. Hối tâm tức nghĩa là tự hối hận, tự nhắc nhở bản thân là mình đã vừa có một cái nhận xét đánh giá sai lầm, vừa có một cái phiền não nó chi phối mình. Thì như vậy bạn cũng vẫn là đang hành thiền. Đang hành thiền không có nghĩa là bạn đang không có phiền não nha. Đang hành thiền là bạn đang quan sát được phiền não. Còn không có được phiền não nữa thì càng tốt. Nhưng mà bạn đừng có trông mong là không có phiền não. Phải có phiền não. Chà, câu này nghe hơi khó. Trông mong không có phiền não, mình cầu trời khẩn Phật gần chết là đừng cho cái cơn giận nó bước ra, đừng cho phiền não nó tới để nó làm khổ mình. Mình cố gắng để mà dùng ý chí để mà làm sao cho phiền não nó đừng xuất hiện. Mà thầy lại nói rằng là đừng có mong muốn điều đó, hãy để cho nó đến một cách tự nhiên.
Nhưng mà tới một lúc nào đó thì bạn sẽ lãnh hội được điều đó. Không có bất cứ một cái mong muốn nào trong thiền tập cả. Dù rằng là bạn cũng muốn dọn dẹp phiền não, bạn cũng muốn có trí tuệ, nhưng mà không phải cái muốn đó nó diễn ra từng giờ, từng phút, từng giây để nó gây áp lực cho bạn. Bạn muốn, nhưng mà bạn phải chấp nhận những cái rắc đến phiền não khi nó xuất hiện. Chứ không phải là bạn loại trừ hay là tránh né. Bạn muốn có trí tuệ, điều đó không có nghĩa là bạn tránh né hay là ghét bỏ phiền não. Khó lắm. Khó vô cùng. Vô cùng khó. Không biết bài học thoại này có liên quan ngay tới mình không biết. Mỗi ngày mình tu theo kiểu khác mà nay sao thầy nói kiểu gì đâu, nghe nó xa vời. Nói ở trình độ nào đâu. Hằng ngày mình đâu có thực tập mấy cái này đâu. Bây giờ thầy nói này chứ. Hằng ngày mình có thở vào, thở ra. Đi đứng nhẹ nhàng chút. Rồi quan sát sơ sơ, quét camera qua xẹt lại hai ba nhát rồi xong. Hết ngày. Mà giờ nãy giờ thầy nói chi tiết tỉ mỉ, quan sát cái này cái nọ, không biết chừng nào mới xài được cái bài này nè. Thôi nói trực giác cất bài này đi, vài năm nữa hãy cho ra. Giờ nó không phù hợp trình độ. Gọi là bài thuyết pháp không phù hợp căn cơ. Chỉ còn nếu mà phù hợp căn cơ đã giờ nói là mắt nó sáng trưng lên. Thích quá. Trúng tủ. Đúng chỗ đang cần. Chứ đâu có gục lên, gục xuống, ngồi eo quá, eo lại vậy đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.